Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Phú Phi Mắc đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về cần tay. Thì cần này là cần chính hãng đến từ hãng của GW. Và cần này rất là hot, được rất là nhiều anh em cần thủ tin dùng. Mà vì sao được nhiều người tin dùng vậy? Bởi vì là nó thứ nhất là cần này là cần chính hãng này. Và thứ hai là nó có một độ bền và độ cứng cáp rất là cao. Thứ ba nữa là nó có tầm giá là tầm trung, cho nên là ai cũng có thể là mua được và sở hữu được nhá. Và sau đây mình sẽ đi chi tiết vào chiếc cần tay này cho các bạn được hiểu rõ hơn nha. Hai các bạn nhá, thì trước mắt các bạn đây chính là cần tay carbon của hãng GW có tên là YingFeng. Thì cái tên YingFeng này được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thuần phong, có nghĩa là thuần gió nha các bạn. Thì cần này là siêu khỏe này, là cần chính hãng nhá. Bên ngoài của chiếc cần này là được in logo của GW này, là thương hiệu của GW này, chính hãng GW nha các bạn. Thì bên ngoài được in bằng đóng gói là chiếc hộp này rất là cao cấp nhá, nhìn rất là đẹp. Và mình đã khui ra sẵn rồi. Thì bên trong đó chính là cần tay GW YingFeng, có tên là YingFeng, là thuần gió nha các bạn, thuần phong, có nghĩa là thuần phong. Thì đây, màu chủ đạo của chiếc cần tay này đó chính là màu đen trắng, pha vào đó là những đặc điểm này, những pha vào đó là những sắc, những hình ảnh sắc nét giúp cho chiếc cần của mình rất là đẹp nhá, sang trọng nhá. Ở đây được in những ngọn núi này, nhìn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là về in tên của nó là YingFeng, thuần phong, thuần gió. Và tiếp theo là in số size, số mét. Thì về chiếc cần GW này bên mình là gồm có đầy đủ tất cả các size nhá, từ size 3m6 này, 4m5, 5m4, 6m3 và 7m2. Đấy, rất là nhiều để cho các bạn lựa chọn nha. Rồi về phần tiếp theo của chiếc cần này, đó chính là in GW, thương hiệu GW. Đó, được in tem của GW nữa này các bạn. Đó, đây là hàng chính hãng nhá. Các bạn hãy nhận biết để tránh bị những sản phẩm khác không phải là chính hãng nhá. Đấy, được in logo nữa này các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn tổng thể về bên ngoài đi. Đầu tiên là về phần tay cầm. Đó, tay cầm được làm bằng nhựa Eva nhá. Đó, cầm rất là chắc tay, rất là sạch sẽ, không bị dơ tay. Rồi, tiếp theo đó chính là về phần đối trọng. Đối trọng của nó là đối trọng được làm bằng hợp kim nhôm nhá, rất là nhẹ nhàng. Rồi, mình sẽ tháo ra cho các bạn đây. Và ở trên đối trọng này được in số là 1,5 mm. Đấy, đối trọng nhìn rất là đẹp, rất là chắc. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào. Rồi, phía trên đối trọng một xíu đó chính là một cái viền chi tiết họa của nó, nhìn rất là đẹp nhá. Đó, thì nhìn bên ngoài tổng thể của chiếc GW này thì mình đánh giá cho nó là về hình ảnh của nó rất là đẹp. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng nhá. Rồi, về phía bên trên này, đây chính là về đầu của cần nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào thông số chi tiết. Về thông số là đối trọng của nó là 1,5 mm rồi, mình sẽ đã giới thiệu rồi. Về độ tải tính của nó là 1,5 kg nha các bạn. Rồi về độ cứng của nó là độ cứng 5H. Về chất liệu của cần được làm từ 95% là sợi carbon, giúp cho chiếc cần này có trọng lượng và khi cầm lên có trọng lượng rất là nhẹ nha. Đây là một đặc tính mà nhiều cần thủ rất là mong muốn về chiếc cần tay của mình. Đó, đọt của nó là đọt 1,3 ly. Về cần 3m6 khi các bạn thu gọn lại là chiều dài là 108 cm. Đó là khi chiều dài thu gọn, và đọt của nó là đọt 1,3 ly, gốc của nó là 22 mm và cân nặng của nó là 77 g. Về số lóng của nó là gồm có 4 lóng nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là về size là 4m5. Đây, mình đã khui sẵn rồi. Thì tất cả các size đều có màu sắc giống nhau nha. Đó, mình sẽ nói về thông số chi tiết của cần thôi. Về đọt của nó là vẫn là 1,3 ly nhá các bạn. Đọt của cần này vẫn là 1,3 ly. Đây, 1,3 ly. Về chiều dài thu gọn là 108 cm. Góc của nó là 22 mm. Và cân nặng của nó là 110 g. Số lóng là 5 lóng. Rồi, tiếp theo là size 5m4. Đây, cái này mình chưa khui sẵn cho nên là các bạn có thể thấy là bên trong của nó là gồm có một cái túi. Túi này là túi co nhé các bạn, túi co được in thương hiệu của GW. Đây nhìn rất đẹp để cho các bạn dễ nhận biết ra nha. Đây là hàng chính hãng của GW. Rồi mình sẽ khui ra. Về số lóng nha các bạn. Về số lóng của cái cần này đó chính là 5 lóng. Về gốc của nó là 23 mm và đọt của nó là 1,4 ly. Đây, đọt của nó là 1,4 ly. Đó. Tiếp theo là về 6m3 thì mình sẽ đọc về thông số của 6m3 luôn. Chiều dài thu gọn của nó là 115 cm. Đọt của nó là 1,4 ly và gốc của nó là 24 mm. Cân nặng của nó là 195g. Số lóng là gồm là 6 lóng. Rồi tiếp theo là size 7m2 thì size này khi thu gọn lại là 1m18cm. Đấy, 118cm. Đọt của nó là 1,4 ly, gốc là 24 mm. Cân nặng là 243g. Số lóng là gồm có 7 lóng. Đấy các bạn. Thì nhìn tổng quan, đây là một chiếc cần tay để cho những anh em chuyên câu đơn, câu đài, những anh em có sở thích câu đơn. Đấy thì rất là phù hợp để cho anh em lựa chọn nha. Bởi vì đây là một cần tay đến từ thương hiệu của GW và đây là hàng chính hãng. Chất liệu của nó là được làm từ 95% là sợi carbon, giúp cho chiếc cần của mình có thể là có trọng lượng rất là nhẹ nha, trọng lượng nhẹ nhất có thể nha. Đấy, anh em nào mà có thắc mắc gì về cần này thì hãy để lại số điện thoại và bình luận phía bên dưới để bên mình tư vấn nhá. Và anh em hãy nhanh tay để lại số điện thoại để lên đơn để đặt hàng nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nhá. Tạm biệt anh em.